Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 mới Global Success năm 2024-2025. Và hôm nay giảm một cái đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kỳ 1 nha. Rồi câu số 1 của chúng ta, it's very kind, bạn thật là tốt bụng khi giúp chúng tôi, thanks a lot. Khi mà có cái cụm từ it's very kind, nó phải đi với giới từ of, câu D nha. It's very kind of you to help us, thanks a lot. Câu số 2, the hospital building, cái tòa nhà ở bệnh viện chia thành 4 khu. Chúng ta nhớ cái cụm từ divided. Divided nó đi với cái giới từ into là chia ra nha, chia ra. Rồi sang câu số 3. Câu số 3 của chúng ta, anh ta sống ở miền quê khi anh ta còn trẻ phải không? Ở đây chúng ta sử dụng cấu trúc câu là đã từng làm gì đó trong quá khứ là you to cộng động từ nguyên mẫu. Mà nếu mà có câu nghi vấn thì sẽ là this cộng với chủ ngữ. This cộng với chủ ngữ hiện quá khứ đơn mà this cộng chủ ngữ cộng với you to cộng động từ nguyên mẫu nha. Hoặc là didn't you to động từ nguyên mẫu là câu phủ định, đã từng làm gì trong quá khứ. Ok, ở đây chúng ta chọn cái câu là you to này. Sang câu số 4, tâm ước rằng bố của anh ta ở đây để giúp anh ta. Đây là câu điều ước nha, câu điều ước thì chúng ta phải phải xài quá khứ giả định. Ở đây đó là were, his father were here now to help him. Rồi sang câu số 5, what a pity, thật là đáng tiếc. Lan không thể tới đến đây với chúng ta được. Tất cả chúng tôi ước rằng cô ta có thể ở đây. Thì chúng ta xài cái từ có thể là chúng ta xài từ could nha, could. Rồi sang bài số 2, trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. Rồi ok, câu số 1. Cô ta ước rằng cô ta sẽ ngừng, anh ta sẽ ngừng làm ồn khi cô ta đang làm việc. Ở đây nó sai cái chỗ will này. Will bị sai. Chúng ta phải chuyển thằng will này chuyển thành gì? Will phải chuyển thành thành good. Sang câu số 2, Tom đã từng đeo kính nhưng bây giờ thì không đeo. Đã từng làm gì trong quá khứ thì phải là you to động từ nguyên mẫu và you ed chứ không phải you này. Vậy thì nó sai ở cái chỗ này và đáp án đó là câu A, khoan vào câu A và sửa lại thành you ed. Sang câu số 3, quyển sách này bao gồm 3 phần, introduction giới thiệu, development phát triển và conclusion là thảo và kết luận. Vậy thì cái từ chúng ta nhớ consist nó không bao giờ đi với about mà consist nó đi với of. Cho nên cái từ about này chúng ta phải chuyển thành of thì mới đúng được. Rồi sang câu số 4 của chúng ta, Mai và tôi thích tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Ok, good là my and me, không thể là me được. Ở đây phải là đại từ nhân xưng, cái me này phải chuyển thành I. Rồi sang câu số 5, during the game, trong suốt cái trò chơi thì mưa bắt đầu, vì vậy chúng tôi phải ngừng, bất thình lình phải ngừng lại. Ok, during the game, trong suốt cái trò chơi, trong khi chơi trò chơi, the rain không thể starring ở đây được, không ra một cái thì gì hết, chúng ta phải chuyển nó thành started, trời bắt đầu mưa, started. Rồi sang bài 3 La Mã, viết câu hoàn chỉnh dựa vào từ người ta cho. Đây là câu điều ước nè, tôi ước rằng tôi sẽ trở thành một ca sĩ. Thì ở đây chúng ta viết là I would, chúng ta phải chuyển quyết thành good, become a singer. I would become a singer. Sang câu số 2, câu số 2 của chúng ta đó là gì? Tôi đã từng đi bộ tới trường khi tôi còn là một đứa bé. I used to cộng động từ nguyên mẫu. I used to walk to school when I was a child. Sang câu số 3, câu số 3 của chúng ta là cô ta ước rằng cô ta có một chị gái. Câu điều ước she wishes nhá. She wishes, she đưa về quá khứ giả định giống như quá khứ đơn nhưng mà sẽ vua cho tất cả ngôi nếu có to be. Thì đây là she wishes she has a sister. Rồi sang câu số 4, tôi ước rằng tôi ở nước Anh. Ở đây đó là gì? Là I wish I were, I đi với were chứ không phải was vì đây là quá khứ giả định. I was be in England. Rồi sang câu số 5, the child là đứa trẻ ước rằng ngày hôm nay là sinh nhật của nó. Vậy thì ở đây chúng ta viết như thế nào? Đây vẫn là câu điều ước, chúng ta viết the child chủ ngữ số it to wish it. Today were his birthday. Ok, đây là cái bài kiểm tra 15 phút lần 1 học kỳ 1 của chương trình Tiếng Anh lớp 9 Global Success.